gọi là Bồ Tát sống, rất là từ bi, không có hận thù. Bài sớ, mỗi lần thường lễ thù giúp bài sớ, chỉ là nãy ngồi ở đây mười mấy phút viết. Cho nên viết bằng điển, viết bằng cái tâm chân thành, không có viết soạn trước. Cho nên những cái lời tuy nó không có suông hay là này nọ, nhưng mà đó là lời thật. Đó là thường mấy vị thích là lời thật, không có văn hoa nữa. Thù được huấn luyện về đạo những năm đầu. Thời gian gần đây mấy vị Hồng Liên Sông Núi huấn luyện về đời. Đời là về chính trị, cách tổ chức, cách chiêu nạp nhân tài để mà lập hội Long Hoa, hội anh tài. Bởi vì ngoài kia đâu phải dễ, dễ nói chuyện để cho những bác HO tin là sư phụ là người có sứ mệnh lãnh đạo quốc gia đâu. Nếu mà họ có chiến đấu, họ có tranh đấu kiểu nào, họ cũng chẳng có minh chủ để mà dẫn đầu. Và đến một ngày họ cũng đi xuống ba tấc đất đem theo những cái kiến thức, rồi họ uổng phí một đời người là vì cái chấp của họ. Cái này cách đây khoảng một năm ngoái, có những gì lớn dạy là thái tử bớt có ca karaoke trên mạng để cho mấy ông già này bớt chấp, không chứ để Phật tử bớt chấp. Tại họ chấp lắm, họ chỉ muốn thiên tử như cục đá vậy đó. Thiên tử trên trời có 10 tuổi à, chút này cũng phải vui một chút mà đâu có phạm giới đâu. Thì nghe lời mấy vị lấy hết mấy cái cà cà lên, tí mình cái dở nhưng mà tâm hồn mà vui phải không? Thì ok đi, cái không sao gì. Nhưng mà cái quan trọng là chỗ này, khi mà họ chấp á, họ sẽ mất đi một đời người, uổng đi một cái duyên đời này gặp Phật sống, và uổng đi một cái nhân tài để mà góp sức cho nước Việt. Rồi họ mang xuống mồ, họ đi xuống địa ngục, họ không có được về trời. Tại vì họ cũng có làm tội nhưng mà họ không biết tu. Những người không biết tu á chấp dữ lắm. Cho nên sư phụ, về phần sư phụ dẫn, mỗi một bước đi, mỗi một ngày xảy ra đều có những nhân tài tự nhiên xuất hiện để mà giúp. Đó là lời mấy vị dạy. Khi mà sư phụ bước đi một cánh cửa này thì có những cái người đó sẽ giúp. Còn những cái người mà tối ngày cứ quan sát rồi coi chân coi cẳng rồi coi nút ruồi coi mục mụn rồi coi tóc bạc rồi coi tướng khỉ này nọ, thì những người đó họ đều là người có tài có học thức. Chúng ta cần họ, dân tộc Việt Nam cần họ, nhưng mà vì họ không có hiểu cho nên họ bị chấp. Thì mấy vị nói về phần thái tử thì thái tử không có bị gì, tại vì cả trăm triệu nước Việt. Okay. Hello. Rồi. Này hết pin nữa. Này có cái máy. Rồi. Này có cái microphone nhỏ. Có microphone nào? Xin lỗi nha, 5 tháng 5 nhưng mà đồ nghề vẫn là đồ dởm. Không có được vàng giá như là Thúy Nga, Paris phải không? Này có 400 bạc à, đi đâu cũng xách cà tò. Về miền Nam Cali cũng xách, qua Houston cũng xách. Đó là gọn chứ không phải gì hết á. Chứ mình cũng chẳng có ban bệ. Mấy đứa đệ tử nó hiểu chuyện thì nó quay phim bằng cái máy iPhone thôi. Làm room xe ban vậy, nhưng mà thật sự chẳng có tốn tiền gì hết. Nhưng mà công đức tràn đầy. Tất cả hội thiên lớn tuổi như nhỏ tuổi nên tạo Facebook để mà độ chúng sanh. Hôm nay mấy con ngồi đây á, là đó cha với mấy chư Phật ngồi gần đó. Trên thế giới này không có mấy cái vụ này á, không phải dễ đâu á. Power off. Power on. Karaoke mode, master mode, professional mode. Hello. Hôm nay mình đã diện kiến được chư Phật, cha, thượng đế, mẹ, nhập phụ Long Cung. Tuy là mắt mấy con người chồng mắt thích không thấy, nhưng mà mấy vị đứng đó thắng cái gì, nghĩ cái gì mấy vị nghe hết. Rồi cha hồi nãy có nói sư phụ là blessing, tức là gia hộ cho hết tất cả những người
những gì có mặt ở đây. Rồi ngoài này thì tất cả những vị Bồ Tát, ngoài kia những vị thần, không thiếu gì nào hết. Chỉ có một nơi duy nhất, đó là Thiên Long Sơn có khả năng đó. Nơi duy nhất có thiên tử làm những buổi lễ như này. Những gì thì Hòa Thượng lỗi lạc cũng không ai dám làm, cũng không có khả năng làm. Nên nhớ. Thì khi các con biết như vậy, nếu con người của mình đã là họ thiên, đã mở lòng từ bi bác ái, thì đi độ những người xung quanh. Và đồng thời mình độ cho anh em mình, chồng mình hoặc vợ mình. Nếu ngược lại, con trai thì độ vợ, gái độ chồng, độ bạn bè. Bằng cách bình thường mình không có nên nói chuyện về thiên tâm nhiều cho họ, vì họ không có hiểu, họ chắc dữ lắm, họ không có đủ phước. Muốn cho họ có phước thì mình phải dùng Facebook. Rồi á, tuy là sống chung nhà nhưng mà đừng nói chuyện, dùng Facebook nói chuyện qua chuyện lại, độ họ. Rồi đến đến khi mà họ từ từ họ hiếu kỳ, họ hiểu rồi đó, thì lúc đó đó mình cứu được những người thân của mình, và đồng thời mình cũng tạo công đức với cha với chư Phật. Tại vì chiếc thuyền Bát Nhã chở 80 tỷ người cũng được, mà bây giờ thuyền Bát Nhã các con ở đây khắp nước Mỹ chừng 5-7 nghìn người đệ tử hồi thiên. Ở Việt Nam âm thầm khoảng 20-30 triệu người. Chiếc thuyền Bát Nhã cũng vẫn chưa có khẳng. Mình phải cứu cả 100 triệu, và đồng thời mình phải lon rộng ra những người ngoại quốc Mỹ nữa. Thế thì càng lẽ càng tốt. Cái vụ một đời này là khi thế giới vô thần không còn tồn tại, phụ đã đi về trời, không về quả địa cầu nữa. Hồi nãy cha có nói con còn đi những cái thành tinh khác để mà lập đạo. Những cái thành tinh đó rất là xa, không phải là trái đất. Nãy cha mới vừa nói chuyện cho một thầy vô thường nói là tôi không về trái đất này nữa, nhưng mà chưa gì là cha đã nói trước con về trả đi rồi, con sẽ đi những cái nơi khác để mà lập đạo. Những cái nơi kia họ không có đạo. Ở ngoài kia có tam thiên đại thiên thế giới, đó là kinh Phật nói, nghĩa là 3.000 hành tinh, 3.000 loại người khác nhau. Chỉ có quả địa cầu này quá khổ, cho nên hộ mới ngồi hôm nay ở đây. Nhưng mà mỗi một cái nơi á, là Thượng Đế chấm một cái chỗ để mà làm trung tâm, giống như làm lãnh sự quán vậy, giống như làm tòa đại sứ vậy đó. Thì nước Việt Nam, Liên Hợp Quốc vậy đó, nước Việt Nam được nước được chọn cho cái quả địa cầu này. Có Phật Thánh Tiên hạ phàm, Phật đâu thì cũng có quỷ đó. Thì cho nên người Việt Nam mình là người lạ nhất toàn cầu. Không đoàn kết nè nghe, không có hiểu nhau nè nghe, hơn thua với nhau từ chút nè. Cái ông giàu này ông ghét ông giàu kia đúng không, cái ngã. Rồi bao nhiêu chuyện bất công xảy ra chỉ có riêng nước Việt thôi, những nước khác không có vụ này. Nhưng mà ngược lại, riêng nước Việt cũng có đại hồng ân. Cha cho cái Thiên Tâm Đạo ra đời bằng tiếng Việt, dịch cho tiếng Mỹ là Thiên Tâm Mism. Hồi xưa lúc mà sư phụ tính đặt cái tên là God of Hope, tại vì God là tên cha, Hope là trái tim. Cái sau này không, con cứ để Thiên Tâm, bắt nó học tiếng của mình. Sau này người Mỹ họ cũng họ Thiên thôi à. Rồi họ muốn chi cứu chữ Thiên là gì thì cứ lật tự điển đi con, đúng không? Chứ hồi xưa sư phụ tính dịch tiếng Mỹ, tại sao mình dịch ngược lại? Là tự vì sau này người Mỹ sẽ nghèo hơn người Việt. À, Thiên Trump hay là Thiên Biden hay là Thiên Obama gì đó, mày cứ thiên láng hết à. Chứ không có God Obama, God Trump, nghe nó không có thuận cái lỗ tai. Thì nước Việt có Đại Hồng Phước, có đạo Thiên là đạo trời, cũng như họ thôi. Họ cũng khắc nhà tối ngày. Bây giờ đụng chút gì mấy cái đài CNN bây giờ nói Only God can save us, Only God can save us. Mà đâu biết God đang ngồi ở đây đâu, đang đây. Còn có mấy cái đài TV Mỹ hiện giờ nè, giờ bữa nay Putin nổi điên rồi, Kim Jong Un bắt đầu dàn chặn rồi, lên xe tăng đồ lái rồi, chùi cái cặp vali để mà bắn hạt nhân rồi đó. Only God can save this planet. Cả cái những người chính trị gia lỗi lạc của Mỹ cũng phải nói vậy.
Tại sao không tới đây ngồi nói chuyện với sư phụ, chỉ cần tốt ly Starbucks thôi, sư kể cho mà nghe, sẽ không có chuyện mà bom nguyên tử. Và đồng thời cái quả địa cầu này Mỹ sẽ thắng. Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Nếu mà ông Trump không vô tòa Bạch Ốc, cả nước Việt mình cũng mệt á. Thật sự con tưởng ông Trump, ông đánh, ông nói cho Ray America again hả? Không có. He work for me. Tự vì ông Trump mà lên á là ông dẹp Việt Nam một cái một đó con. Con có hiểu không? He work for us, not for America. Về tâm linh vậy nhưng mà ông không có hiểu. He work for me. Lính có nghĩa đồ quá. Nhưng mà nói hơi ngược quá không? Từ từ để mày chết mày sẽ hiểu. Cha ở đây, sư phụ ở đây, các vị ở đây. Nói thì hơi ngã mạn nhưng mà về tâm linh nó là thực tế vậy. Không có bao giờ vua mà đi ra trận, để tướng ra trận, để ông Trump ổng ra trận. Rồi sau lúc đó Việt Nam xong, Tàu cũng xong, chia 5 xẻ 7. Chúng ta sẽ mỗi người cầm cái cưa về cưa. Cưa hết mấy cái cọc trong cộng và khỏi nước Việt. Sẽ không còn tham nhũng hối lộ nữa. Không còn bệnh như là giành nhau chức vụ. Tiếng Việt ra đời chỉ kết nạp những thành viên để nặc danh thôi, không có lấy tên thiệt. Cho nên tàu ngầm mà với mấy clip cũ nó rồi, khi mà trước khi ra khơi thì mình bắn pháo bông, mình chào cờ, đánh trống, thổi kèn rồi rùm xì beng phải không? Nhưng mà tàu ngầm lặn rồi. Bây giờ cái đơn Thiên Việt đâu rồi, bữa nay ngân lên đấy, trong đó không có lấy tên thiệt, cũng chẳng lấy bếp đê ngày xanh vậy, chỉ là ấy thôi, gặp mặt riêng thôi, để mà mỗi người có một cái chức vụ. Sẽ không có ai bị gì hết, tất cả họ thiên mà đọc kinh tu tập vẫn giữ cái thế trạng thái đó. Chỉ có những đứa trẻ nhỏ nhỏ đó, giờ chót chừng từng hai từng thì điền cái đơn theo hộ Việt Nam, thì con vừa là tay phải là gõ mỏ thiên tâm, nó thí dụ như kiểu cầm tú, tay phải gõ mỏ, tay trái cầm tú cầm cây ba ton, cầm cây cưa, về cưa gọng kìm song sắt đó, là thiên Việt và thiên tâm, tay phải tay trái. Nhưng mà bây giờ tay đủ rồi thì nước Việt có phước được cha cho cái đạo thiên tâm ra đời ngay ngày vía Quan Thế Âm năm 2017. Nhưng mà thật sự đạo đó ra đời âm thầm năm 78-79. Nhưng mà ngày chánh thức thì mình cứ tính là ngày vía Quan Thế Âm này. Thì hàng năm chúng ta làm lễ vía Quan Thế Âm. Không còn biết ngày ta, ngày Tây nó lọt vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, năm gì không biết. Nhưng mà từ nay mình cứ là ở vía Quan Thế Âm là ngày lập đạo, khai đạo. Mình làm gì nè? Cái hồi sáng rồi đi thấy cũng đẹp á. Nhưng mà lần sau thì cũng tổ chức lại kỹ một chút. Chỉ có cái hồi sáng đó là lạnh quá, ai cũng khớp. Trà mưa phải không? Ngồi thủ nói ngang qua mấy đứa nghe phải không? Rõ ràng thủ nói chuyện với ông thần gió, với ông thần mưa. Ông nói thái tử yên tâm, sao không có mưa, tôi sẽ ngưng lại mưa, ngưng lại gió. Ông đang ông nhậu mà, ông đâu có rảnh đâu, ông đi làm mưa nữa. Thì chỉ có Thiên Long Sơn mình mới làm được những chuyện này. Mà chứ bộ làm cái này cũng nhiều lần rồi, 5-7 năm trước không có mấy đứa con. Chỗ đang bão mưa ầm ầm, cái thứ hai 2 tiếng thôi, ông ngưng đúng 2 tiếng. Hỏi thư mẫu đi, mấy người này hỏi ông bố là những người xưa cúng này vui lắm. Vừa xong dọn lẹ nghe, nãy ông chỉ hứa có 2 tiếng y chang luôn. Đúng là 1 tiếng 59 phút là một cái đống mưa xuống ầm 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 ầm. Hà núi mình vậy á. Rồi cha lại thương nước Việt. Tại vì bây giờ chú Hữu có mấy chục triệu đệ tử âm thầm trong nước, ở hải ngoại 5-7 nghìn người. Nhưng mà giàu cho cả nước Việt là thiên tâm đi nữa, mà không có một cái tổ chức về đảng phái và chọn lọc những người có trí thức để mà
lãnh đạo quốc gia thì cũng đâu phần đời thôi cũng chưa có thành công, nên Thiên Việt ra đời. Thiên Việt là một chiếc đũa trái, Thiên Tâm chiếc đũa phải, do Thượng Đế lập ra. Người phàm ai không hiểu mạo phạm thì trước khi làm cái gì á, người khôn á, nhớ người khôn á, vô minh hay lì lợm thì mình không nói nha. Mà nếu như người mà có trí thức khôn á, phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không kẻo bị mất xác mất hồn không hay. Mấy ông thần mấy ông dữ lắm, tại vì các chư vị có cái xác phàm mình trả ra gì hết. Con nhìn thấy xung quanh phụ từ bà thượng thấy nhiều lắm không kể, nhưng mà phạm thượng với cha là không xong, tại vì ai cũng là con của Thượng Đế mà. Cả Trump, cả Biden, cả Bác Trọng, cả Bác Tô hay là Thử cũng là con của Thượng Đế hết, đúng không? À, mà con mà hổng với cha như thế nào? Cho nên phải suy nghĩ. Thượng Đế cho ra Thiên Việt và đồng thời Thiên Tâm cùng một người sáng lập. Tên Phàm, con Thơm Mộc. Thật sự sư phụ không có biết sư phụ họ gì, phải họ Ngô nè. Ở ngày xưa ông cố mà trong mấy cái bào giác phàm, ông nhiều vợ quá, cho nên bà cố mang cái bầu đi lang thang, rồi cái lấy ông sao mang cái họ Ngô thôi. Chứ thật sự phụ chả biết sư phụ họ gì luôn, cũng chả biết sư phụ sanh ngày nào tháng nào. Mà cái ngày mà bây giờ trên thẻ căn cước là ngày nhập trại tị nạn đó thôi. Cho nên thiếu nói chuyện này cũng chả biết năm sanh, ngày sanh, cũng chả biết họ của mình. Chỉ biết là ông Thợ Mộc nuôi mình sanh ra cái sắc phàm. Người sáng lập Ngô Tuấn Kiệt, mang họ Thiên, Thiên Tuấn Kiệt là dưới trần. Ở trên trời sư phụ tên là Thiên Nhạc. Tất cả 12 anh em của sư phụ đều là họ Thiên hết. Sư phụ không dám nói đây, cũng gần gần giống như mấy con vậy, mà có nhiều tên lạ. Cũng là y như chúng ta, Thiên Thông. Rồi mấy bà chị cũng là Thiên, cũng như Thánh Mẫu Tiểu Hạnh. Thì người đời kêu là Thánh Mẫu Tiểu Hạnh, chứ thật sự tỷ tỷ có một cái chữ Thiên á. Nhưng mà sư phụ không dám nói tên gì. Thiên Hoa, Thiên Hạ này, Thiên Nọ, cũng là Thiên. Một người sáng lập đạo, cũng là sáng lập Thiên Việt, cùng một người. Sau này đi song song, hai đạo và đời song song, sau này sẽ có những cái thế hệ sau lưu truyền. Người mà tu dở gọi là dở nhất luôn á, không có giữ được 12 giới, chỉ làm một cái giới đầu tiên thôi thì đã là không có tham nhũng rồi. Trong đó là giới Tứ Ân là cũng góp sức được cho quốc gia, làm chuyện lớn cho tại quốc gia rồi. Những cái trường đại học Thiên Việt, Thiên Tâm sẽ mọc đầy khắp tất cả trên quả địa cầu này trong thời gian kế tiếp. Nó có mọc lên cũng giống như trường Harvard, trường Stanford vậy, sẽ đào tạo qua những người hiện tại. Rồi sau này họ Thiên sẽ có những vị thầy cũng mang dấu hiệu Thiên, rồi đi dạy lại tất cả các những đứa con họ Thiên có hệ thống đàng hoàng. Một tuần phải làm gì, tháng này phải làm gì. Họ bá quan trai, nhưng mà mình không có dùng danh từ đó, mình dùng danh từ khác. Sau này sẽ làm một cái concept để mà cách tu tập. Rồi phải đi nhập thất, phải đi retreat, rồi phải buông bỏ, rồi phải đi làm từ thiện, rồi phải đi cho bớt tài sản của mình. Không có thể mà đem vô hộp, rồi cái đi mua hộp sòn với vàng, rồi bỏ vô safety box, rồi vô nhà băng là cắt hoài, không có cái đó. Vừa đủ xài còn nhiêu phải đem ra cho bớt những người nghèo. Đó thì họ Thiên có sau này có những cái công thức đó. Trong mắt các con nhìn lại, mặt tròn, mặt vuông, mặt dài, mặt mụn, mặt láng, mặt nhăn, đúng không?
Nhưng mà trong mắt sư phụ á, nhìn tiên, chỉ là mang thân phàm thôi. Thế thật sự những người ngồi đây toàn là không có thấy thú. Con người chúng ta mang thân cùng giống nhau, nhưng mỗi người là bề trong là thú. Rồi có những người bề trong là dạ so đầu thai hay là hồ ly. Nhưng mà trong mắt sư phụ nhìn, bữa giờ chưa giờ có đứa đệ tử nào là gọi là hồ ly hay dữ hết. Mà mình muốn nhận dạng được những cái người mà trong gia đình mình như vậy này, thì mình coi cái tư cách của họ này. Tại vì bề ngoài đừng có theo đẹp trai hay đừng có theo tướng đô con này nọ nghe. Những đứa ngồi hôm nay ở đây đa số là cúc trên, không có ai cúc thắt đó. Lúc Việt có Hồng Phúc, có con của Thượng Đế sáng lập đạo và đời để lưu truyền cho nhân loại và đồng thời cứu nước Việt và đưa nước Việt thành một nước sánh vai cùng cường quốc trong tương lai. Có một cái nãy về trên nhận dò, hồ nó không nói cha cha và kỳ, hồ nói về trên mới còn hiểu ai. Thì về trên dạy tất cả họ thiên kêu hồ nói lại với mấy đứa đệ tử là phải giữ vững lòng tin, không có được nôn nóng, cứ đọc kinh ngồi thiền. Tại vì cái sàng lọc có nghĩa là không có muốn cái sự đổ nát chết chóc, không có muốn những cái tòa nhà building đổ nát như kiểu Syria hay là kiểu Palestine á, Do Thái nó tấn công á, ở trên không có muốn vậy. Mình không có muốn Hà Nội giật sập Bắc Hà Đế Kinh á, mình không có muốn là những thành phố mình đổ nát. Thì phải cho bề trên có chút thời gian để mà uyển chuyển, miễn làm sao cuối cùng bất chiến tự nhiên thành là mình ok. Chứ còn mà dùng súng đạn bắn qua bắn lại, nó sẽ đổ nát thành phố. Một cái building, một cái trái quả tiện rocket mà nó vô cả mấy chục năm sau, trăm năm sau chưa xây được. Cho nên sư phụ, những cái đó là tài sản quốc gia, mà khi nằm trong nước Việt, đó là tài sản của nước Việt. Mình không có muốn Trung Cộng nó bắn vô nước mình. Mình phải từ từ bắn, chứ không có gấp được. Mấy vị cũng còn ít, nhưng mà mấy con cứ lấy đồ ăn vô chi ăn đi. Ở đây mấy đứa là local vùng này, nhớ mang đồ ăn về giùm. Cái đó là cảm ơn nhiều. Nhưng mà đồ của mấy vị thần thánh dùng mình dùng lắm, có phước lắm. Ở đây này, nãy ở trên này không có dòng linh nha. Núi thánh địa không có Phật với Bồ Tát rồi mấy gì không, làm đồ mấy gì mình có phước. Cho nên mấy đứa ở San Jose á, biết trình nó có chuẩn bị bịch nước xanh bịch gì giùm quá trời luôn. Mấy đứa ở xa, những đứa bạn khác bỏ thời gian qua đây mua vé qua đây, còn thấy cũng đau lòng giùm. Tại giá cũng 700.000 đúng không? Rồi mấy con bỏ mấy ngày làm việc đúng không? Ở đây còn ở khách sạn này nọ, tệ tệ cũng 2-3.000, mất định thơm cũng 2-3.000, cả 5.000 đi. Nhưng mà mấy con đừng có tiếc đi. Về đây á, cha nãy á, là cha đã ban phát hết, các con sẽ mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn cả năm nay luôn, mấy năm sau, nên cũng đáng lắm á, đáng không? Bởi vì sư phụ thấy ngoài kia có những người rất là vô minh, có
những cái buổi ca nhạc ở đâu, Singapore hay Thái Lan, mà từ ở Mỹ bay về tốn tiền hơn mấy con gấp 3 lần. Chỉ vô đó ngồi nghe ca rồi thấy vậy thôi. Ngồi ở đây gần sư phụ, thì sư phụ không có tài hoa ca giỏi, nhưng mà ít nhiều á, bảy dòng hào quang ở sư phụ á cũng làm mấy con bớt đói bụng. Ở cái núi này biết bao nhiêu đủ loại bệnh. Mình baby leo cổ trong linh nhí á, mình quên á, mình giết nó không. Rồi những năm đầu ở những đệ tử gần đây nè, nhiều đứa bị, bây giờ đứa nào ở đấy cũng tươi tỉnh. Ai mà bị cái đó rồi cả đời không bao giờ giàu nổi, không bao giờ ngóc đầu. Rồi nó theo nó báo oán, trời ơi làm ăn không khác, về đây cũng hết. Rồi bây giờ biết đọc kinh nè, tôi thấy nhiều lắm. Rồi biết lại Phật nè, lại cha mẹ nè. Rồi bây giờ mình có một cái đại gia đình nè, mỗi đứa có nạn ra thì những đứa khác lăn xăng lo lắng, có lo còn hơn là chị em ruột nhà nữa. Mình cũng có cái mái nhà nè, cái mái nhà Thiên Long Sơn là mái nhà chung, chứ không có riêng của ai hết. Chỉ có một cái là huynh đệ tỉ muội đứa thì làm nhiều đứa làm ít, đứa thì tu tập nhiều đứa tu tập ít, cho nên cũng còn chút xíu sự hơn thua phải không. Nhưng mà quy tắc của Thiên Thắng Kiệt này 3 ngày là quên xù, thua là quên. Chỉ có những đứa đệ tử mà không có chịu tu tập mà cứ chạy theo đông đông để vui á, để náo nhiệt á, rồi không có hào quang sáng, rồi bị sư phụ né, rồi không có thần lực. Tại vì đọc kinh với mình lại sám hối á, tự động mình có cái bản lĩnh, có cái lực, không có gì phải sợ. Chứ phụ bình thường không phải là thái tử, là chúng ta là bạn bè anh em thôi, ở trên trời chúng ta cũng là anh em. Chúng ta cũng là anh em bạn bè, chẳng qua là cái đạo thì hộ lập đạo, thì con kêu thủ sư phụ cái năm sau chúng ta là bạn bè, trên trời cũng bạn bè. Nhưng mà những đứa nó không có chịu tu, chỉ theo đông đông cho vui á, thì nó không có cái lực, phụ nhìn không có thấy hào quang, thần thức nó bị yếu á, bị phụ né, càng né chừng nào á nó càng sợ chừng đó. Sợ phụ giận nó, thật sự không có giận, né là để cho biết rồi tự thay đổi đi. Cứ bình thường á, rồi cái giờ biểu sư phụ phải làm sao vậy, tự con phải tự tu chứ phụ đâu có thể biến cho con có hào quang sáng lên được đâu, phụ đâu có thể biến cho con gan dạ lên được, đúng không. Nhưng mà nếu mà nắm cái quy tắc, nếu thì mình không có cái lực tu phải nắm cái quy tắc. Quy tắc thứ nhất, qua 3 ngày không có được nhắc chuyện cũ, không cần biết. Thứ hai, có gây lộn cũng không có được lớn tiếng và nói những cái lời xâm phạm nặng như người đời. Chúng ta không giống như người dưới thế gian. Bây giờ mấy con mà gây lộn đây, về trời gây lộn nữa, ở trên đó mấy chư thiên sao chịu nổi, hiểu chưa. Thứ tư, không có được mượn tiền của nhau, trong hội thi chúng ta không có tiền bạc bạc. Rồi thêm một cái nữa, không có được hỏi chuyện cá nhân của nhau. Cả những đệ tử gần gần nên nè, giờ hỏi tuổi thù chả biết nữa, giờ kim bản không mấy tuổi thù cũng đâu biết đâu. Giống như Khanh rồi đó, chưa đâu có biết, chưa bao giờ hỏi chuyện cá nhân. Vậy cũng không có xen vô chuyện cá nhân thế nào, trừ khi á, ví dụ như sắp sửa lấy nào, hay là mới cặp bộ duyên nào, muốn trao phân gửi phận dần đó, không biết nó là hũ mắm hay là hũ vàng phải không, thì sư phụ cũng chẳng có ghé anh voi vô mấy vụ này. Sư phụ thường giúp mấy đứa thì sư phụ chỉ là người thông dịch thôi, sư phụ nhờ mấy vị trên trời lật sổ ra, không xong hay là thăm ấp hay thăm đau thôi, thì tự động mấy con chọn, chứ mấy vị cũng không có nói không có đi kết quả, mấy vị không bao giờ nói. Mấy vị nói là hai người phải tu tập mới sống được, thì mình nghe đó mình quải rồi đúng không.
có những đứa ở đây hiện giờ nè, ngồi trước mặt cái hụ luôn á, là đúng ra phải chia tay, mà vì gần cái hụ không có dùng cái lực xin lại. Thấy con đâu, con lạ quá, chùa đâu, con đâu tới? Con Arkansas. Arkansas nhưng mà con ít qua đây lắm. Con qua lần đầu tiên. Lâu qua thì hụ đâu nhớ. Con nói mấy đứa ở đây nè, những đứa nó hết duyên, nhưng mà không xin được. Mỗi lần xin vậy là hụ phải về nhà gây lộn sư mẫu cái ngày á. Là tự động cái duyên của sư phụ nó bị mẻ đúng không? Có nghĩa là bây giờ con cho vàng thì cái hũ vàng của con nó bị giật xuống, con cho tiền thì cái tiền giật xuống, con cho máu ai thì máu con nó bị bớt đi đó, và con cho con cứu duyên ta thì sư phụ cũng bị vậy đó. Cái luật của cái thế gian, luật ngũ hành nó phải có, chứ không phải ý mình là Bồ Tát sống không có làm gì làm đâu, phải không? Chờ xin người ta cứu bích. Bởi vì nói ngài sinh bữa giờ mấy nghìn người, ngài phải bệnh Covid. Đừng có tưởng Bồ Tát không bị Covid, sinh là phải bị. Thế sao làm sao bị Covid được? Mà bữa mấy vị cho cái Covid để cho biết là ném mùi của thế gian, phải không? Giờ mình muốn đi vô cúng gà thì mình phải biến thành con gà, phải biết ngửi cái mùi phân của gà chứ. Thế những cái đệ tử xung quanh mà thủ giúp nhiều mà thủ không có làm nói. Phải thương nhau, phải đoàn kết, và đồng thời những đứa đệ tử ở xa đó lâu lâu tới đừng có chấp, là tại vì những đứa ở gần đó, nó mà không có chân con nhìn thấy đi, đứa nào mà cặp mắt và có cái trí tuệ đó, nhìn đi từ cái bông, từ cái hoa, từ cái bàn, từ cái trưng bày, nếu không có một đống bàn tay của những đứa ở gần như hộ làm, mấy đứa con đâu có cái cảnh này, mấy con đâu có được mà gần với Thượng Đế hay Phật đâu, hiểu không? Thì mấy con phải thương những đứa ở đây. Nhưng mà có những đứa ở đây, những đứa nó nhiều khi nó lỡ nói một hai câu gì đó, ai làm có một câu chuyện, người đó là một người thân của mình. Bà nuôi một bà mẹ già từ nhỏ tới lớn, nuôi nó đã hy sinh không lấy chồng luôn. Để lấy chồng sao mà nuôi bà mẹ bị handicap, đi restroom, mà nấu ăn, mà thay đồ, mà đi chợ, bao ngày cứ nuôi bà mẹ, rất là cực. Rồi lâu lâu mấy anh chị cuối tuần về nhà ăn uống chung, thì thấy bà này nhiều lúc má làm gì đó, cái tánh gì đó, nhông kiểu thiên hải tánh vậy, nhưng mà tánh hải tốt, thì cũng gần giống tánh, tại cái chị đó thù biết. Là bị mấy bà chị, mấy ông anh nó nhìn, mày hổn với má, mày làm gì mày gạt cái tay má gì, đại cái chút chút. Con nghĩ người nào sai? Không có nuôi một người, không có nuôi một ngày nào, không có gần gũi mẹ, mà lâu lâu tới cuối tuần ăn uống rồi thấy một đứa em mình nó cực khổ nó nuôi, mà lỡ má ăn nhiễu nhão rồi cái quẹt vậy đó, rồi cái bị mấy anh chị kia lên án, rồi bả buồn, bả sống cô độc. Cái câu chuyện đó một người chả hiểu, nhưng mà gần quá cũng có những lúc người ta giống như một nhà mới lên, giống như mấy đứa gần đây trần cái vụ nó cũng có những cái thái độ đó. Bằng những đứa ở xa Việt Nam mà coi như phụ giống như Phật sống, còn mấy đứa ở đây thì có những nước phụ biết. Thì cái chuyện của cái người chị này nè, phụ dám nói là thiệt đó. Nhưng mà cuối cùng bả là người có hiếu, còn những người lâu lâu một tuần tới chỉ thấy thôi là nghĩ là mình có hiếu, mình la hét âm sừng, thử mà đi nuôi thử một ngày đi. Cho nên mình họ thiên khi tu mình phải có cái tầm nhìn xa và bao dung, không phải lâu lâu mình về đây Thiên Long Sơn đi ông thổ rồi cái mình thấy mấy chị chung chung ở đây, ở bất cứ tổ chức nào đều có vấn đề. Chỉ có tổ chức Thiên Tâm chúng ta là ít vấn đề nhất đó, mấy con có biết không? Thôi từ ở đây tới Houston, mấy đứa đệ tử Houston không có thủ nó còn ngoan hơn nữa. Nó bển làm ngày đêm tới 9-10 giờ luôn á, rồi nó cũng đoàn kết, nó cũng ăn uống chung rồi nói. Nè tu mình bển qua là kỳ này Houston không có qua nhiều. Con thấy Houston thương nhau. Ở đây cũng vậy. Cho nên họ Thiên chúng ta ở cấp tiểu bang hay là ở vòng vòng đây đều là họ Thiên hết. Một năm á, ít nhất á, con có bận kiểu nào
tiền bao nhiêu cũng không bao giờ đủ. Chỉ mất vài ba nghìn để mua cái vé mấy trăm đi du lịch về đây để tắm rửa cái linh hồn của mình, gặp được cha, gặp được Phật, gặp được huynh đệ tỷ muội. Đó là một cái diễm phúc, một cái ân huệ của cuộc đời của mình. Còn hơn là quanh năm suốt tháng mình chỉ làm nô lệ đồng tiền, mình không có cho cái linh hồn mình một chút thoải mái. Lâu lâu mấy con về đây 2-3 ngày giữ những buổi lễ này rất là đáng. Hộ khuyên những họ thiên ở xa đó, có bận chiếu nào, năm nay thì vậy, năm sau, năm nào cũng đông hết, nhưng mà tại chỗ không có dám kêu gọi. Tại cái núi của mình hiện giờ á, thoát kinh đồ á, nó còn bị restriction á. Để năm tới lên kêu về đây để làm chi? Để cầm cái nhang khấn cho cha mẹ, khấn cho mấy chư Phật. Mấy vị đang đứng đó, mấy con nói cái gì mấy vị nghe hết luôn á. Đây là cơ hội duy nhất một năm một lần để mà gặp Thượng Đế, gặp tất cả và tất cả các vị thần thánh linh thiêng trên trời, và tất cả các tôn giáo trên quả địa cầu này tôn thờ đều quy tụ ở núi Thiên Long Sơn hôm nay. Chú Hữu là con duy nhất của Thượng Đế xuống trần thời này lập đạo. Không có người thứ hai trên quả địa cầu này có khả năng làm những buổi lễ này đâu. Thì chúng ta còn ngồi nơi băng đá, đất đai, cảnh quan sơ. Nhưng mà chúng ta không có quan sơ. Chúng ta là thứ thiện trên tất cả những thứ thiện. Trời Phật không có cần những nơi sang trọng, không có cần tòa thánh Vatican cao nhiều nghiệu, những nhà thờ đẹp lộng lẫy, cẩn đoàn trong đó. Cha của mình đứng ở đó với một cái sàn gỗ. Nãy sư phụ ngồi thiền á, mấy vị đi cái miếng dán nó nhúc nhích luôn rồi. Rất là đông rồi mấy vị đó thăm sư phụ. Nãy vô ngồi thiền khi mà lên nhang rồi, tất cả mấy con chỉ đứng dưới thôi, không có đứng trên đó. Chỉ có mình sư phụ, sư mẫu được. Tại vì mấy anh chị em của sư mẫu ở trên đó, với mấy anh chị em của sư phụ, với cha mẹ, với mấy chư Phật ở trên đó. Nhưng mà lúc trước là thù không có biết cách làm này, mấy chị dạy nha. Rồi cái bàn hồi nãy, cái bàn ngay đây nè, ở thư viện mọi người khấn á, mấy vị kêu khấn. Cái là mấy vị muốn trả ơn mình, mấy vị biết mấy con tốt công là buổi lễ này đi chợ mua đồ, cắm hoa thế này nọ, thì mấy vị hưởng lộc thì mấy vị phải trả lợi lại. Thì mấy con cứ khấn gì thì sẽ được cái đó. Ví dụ như đứa nào con cái hay là sắp bị bệnh tật gì vô nhà thương á, khấn. Những người đổ đường đi từ đây qua tới Ấn Độ 2-3 tầng qua bệnh Ấn Độ, con phải đem mấy thùng mì gói trên cái bát phạt thụ đi, rồi không có nhà hàng nào cho con ăn. Đi 12-13 tiếng lái xe á, đường nó bụi mịt mùng, chẳng có đồ ăn nữa. Cho nên đi Ấn Độ phải đem mì ly theo hay không? Sáng mì ly, chiều ly mì, trưa mì gói. Cứ thế mà hết cuộc hành hương đi tìm Phật. Trong khi Phật ở đây bay máy bay một cái dù, ở khách sạn có tiện nghi đầy đủ. Rồi Uber lên Thiên Long Sơn rất là dễ mà không chịu đi. Mà cứ đi qua Ấn Độ hành hương, trời ơi, đi kiếm Phật mà. Phật hãy đứng đây nè. Đó là một cái lịch sử thôi. Còn muốn kiếm Phật sống thì đang ngồi đây nè. Tôi là Phật, Phật nhí. Để cha đã thành Phật, cha dùng thần thông, mẹ dùng thần thông tạo ra cơ thể của sư phụ ở trên trời á. Những vị Phật, những vị thiên trưởng khi có thần thông cao sanh con được. Đàn ông á thì cái hộ được sanh gọi là quá sanh. Thì cha cho một chút dũng, chút trí, một chút bi. Cho nên trong cuộc đời sư hữu ghen lắm. Mấy đứa này thấy mà. Những năm sư hữu chạy holiday mình sanh cái tướng có 100, lúc trước sư hữu có 150 pound, mà chạy chiếc xe nặng 3000 pound,
mà mấy lần té đó thụ chục chiếc xe luôn. Để thụ đội helmet lên mà lái chiếc đó ngoài freeway nó rầm rầm đó con. À, nhớ xíu vậy. Sau này gặp sư mẫu, anh mà chạy này chắc tôi sẽ là quá phụ cô đơn. Hỏi bả đi bả đâu. Bả nói anh mà chạy tôi ngày nào bả cũng khóc, anh đừng bỏ. Lúc chứ thụ có 5 chiếc Harley thụ chạy. Nhưng mà đường đâu biết mình là Việt Nam đó. À, cho hết tặng. Giờ còn chiếc trong hãng. Thì vô từng lái xe đua chạy 200 mai giờ. Trời ơi, thấy tự xuống trần tưng lắm. Thấy cái dũng nó quá mạnh á. Mình cũng muốn làm gì cho nó thử đúng không? Nhưng mà xuống đây mấy vị không có cho dùng thành thông để mà thay đổi cục diện. Mấy vị chỉ cho vụ dùng trí tuệ của người bình thường, gọi là trí bát nhã. Trí tuệ khác, trí huệ khác. Trí tuệ là do mấy con đọc sách, nghe đài, hiểu. Còn trí huệ là do mấy con phải ngồi thiền, quán chiếu. Quán chiếu soi nội tâm, có trí huệ. Thì dùng cái đó để mà độ chúng sanh, dùng những lời lẽ. Lời lẽ lớp 4 đâu có bao nhiêu. Trở lại câu chuyện mà hồi nãy vừa đọc sớ đó. Nếu mà nước Việt mà biết được có một thiên tử chúng trần, tiếng Việt không rành mà hôm nay như vậy, họ phải ngạc nhiên á, họ phải giật mình á. Đâu phải là học giỏi nói chuyện lưu lót như bác Ngạn hay là những người trên đài là giỏi đâu. Cái đó là học thế gian. Còn sư phụ là xuất thế gian, thiên tài trên vạn thiên tài, nó khác. Mà mình nói thì những cái người học giỏi nhiều á, thủ tấm mấy ông anh hồi xưa học rất là giỏi, thằng bằng master làm kỹ sư đây này. Mà làm gì á cũng phải đọc mở cái lon, mở lon đồ họp á cũng phải đọc instruction. Thì đó, học giỏi chừng nào thì đức thầy nó càng ngu chừng đó, cũng chấp theo chữ nghĩa thời gian. Yêu hộ cả hai. Trở lại những cái thiên biệt, những người mà gia nhập, nếu mà ai mà bị chấp, họ sẽ bị mất cơ hội đời này. Và họ khi họ chết đi, họ mang theo những cái kiến thức vô giá chôn dưới đáy mộ và cũng chẳng đi tới đâu. Đó là gì chắc. Còn ngăn ngại, nghi ngại. Nhưng mà Thu đã tìm mọi cách để cho họ bớt nó nghi ngại. Ở trên trời Thu sống rất là sung sướng. Thu cũng không có là một đứa con có hiếu với thượng đế với cha mẹ. Quanh biết bao nhiêu người thương. Mấy vị thường thăm thủ kể chuyện. Thù không cần thiết cái gì ở thế gian này. Cho nên những cái gì thù đeo trong người. Hồi xưa đó, lúc mà thời đi tu năm 2007, thù cho hết, chục cái đồng hồ Rolex nặng hết, cả ngàn ao vàng đấy, thù cho láng hết. Thù không có mê đồ thế gian. Nhưng mà ngược lại thù biết hết. 7 sao thù cũng từng ở, đồ ăn 10 sao cũng ăn luôn. Cái gì cũng thử. Rồi ăn cơm nước lạnh cũng vậy. Nhưng mà khi vô người nó chẳng có sao nào. Cái sao không có chấp. Tức là đồ mắc tiền siêu cỡ nào cũng giống như là cơm chan nước lạnh thôi. Vậy mới là khó làm. Tôi có chấp bất cứ cái gì hết. Quan trọng là mình không có chấp. Thì xài sáng hay là xài bình thường nó cũng giống nhau. Nó chỉ là một cái phương tiện trong mắt của là một phương tiện thôi. Nó không có gì gọi là đặc biệt hết. Sẵn đây nói để mà cho mọi người hiểu. Địa tiên, những vị thần, những gì ở trên trời, tướng, thiên binh, thiên tướng, cúng mạng. Chỉ có Phật với cha cũng đồ trai, tâm dương đồ trai, những gì cao siêu. Còn ngoài ra tất cả mấy gì khác đều mạnh, nhất là mấy thổ thần, sơn thần, thần núi, gì này gì nọ, đều là
Còn ở ngoài kia người ta không có hiểu, người ta có thể xuyên tạc chúng ta. Xuyên tạc thì cũng giống như chơi chữ vậy đó. Việt Nam Cộng sản nó chơi chữ giỏi quá. Thì cuối cùng hôm nay cả quốc gia chẳng có ai có chữ nào trong bụng hết. Những ông thầy giỏi lắm, không cần đốt nhang, có nhà bự cúng dường ở nhà chòi đi, có ông thầy lên bàn nói, không cần đốt nhang, cứ ở nhà chuyển ngân đi cũng tốt lắm. Không thấy rồi, cộng cỏ thì nói cộng tóc của Phật. Phật không bao giờ đi hỗ trợ hay support hay là đi đến cái nơi có những vị thầy bất chánh, không có giữ giới. Phật không có màng thế gian, chả qua đi cầu này cũng chả có nhầm nhò gì với trời Phật. Chả qua đi cầu này nó cũng giống như ở sau nhà con nuôi cái chuồng heo vậy. Con có thể dẹp chuồng heo còn được, để trên kia cho chúng ta giống chuồng heo chuồng gà thôi. Còn tất cả nhân sinh chúng ta, những con heo, những con gà u mê tham vật chất thế gian mà quên đi cái chuyện quan trọng là thần hồn cần phải về trời. Chứ đừng có giống như làm chùa bự hay là chùa nhỏ hay là tượng Phật khổng lồ lớn nhất ở Việt Nam hay là những thế giới, hay có những cái cạnh tranh ô tượng Phật này cao nhất thế giới thế này nọ, rồi quảng cáo mục đích họ dùng Phật để mà làm tiền thôi, như là buôn thần bán thánh chẳng khác y nhị. Ở đây chúng ta không có buôn thần bán thánh. Những cái tượng Phật sư phụ dựng đây những năm đầu rất là cực khổ, mà nhờ đức thân lựa chọn lựa đá này nọ, phải có tượng mới không có đốt nhang được, đúng không? Nhưng mà là thật tâm ở núi này, nếu mà nhìn kỹ chẳng có cái gì gọi là giá trị, chỉ có tấm lòng của sư phụ tạo ra từ thứ trên này, tâm huyết, thời gian, công sức. Chứ còn nếu mà so với những cái chùa mà lớn của người Tàu hay người của Cộng sản nó dựng lên đẩy đây, thế không sao, mình đâu có gì gọi là kỳ quan. Cái điện mẹ còn gạch còn bể gì lập sụp mà, thấy không? Nhưng mà màu nhiệm linh thiên. Hồi bữa Mỹ Mỹ chụp hình á, mấy chị vị nghe đó. Còn những cái chùa bự vòng vòng ở vùng này chả có cái gì gọi là màu nhiệm hết. Vô đó là mấy dòng linh làm nhức đầu chạy ra không kịp, còn chui vô mấy cái bóp rồi chạy về nhà nữa, thiệt á. Nhất là mấy cái bóp đẹp á, LV đồ á, vô mấy cái chùa á, mấy con má nhảy vô nó đi về á, tại nó sợ ăn, nó sợ sắm xét á. Ho, mấy vị cho con chút lực để giúp con nói chuyện. Vừa thắng xong á, giờ ra ngồi nói chuyện. Chứ hồi nãy ca cái bài kính thiên, hai cái bài đó là một ca diễn, bây giờ ca không đủ hơi luôn. Tại hôm vụ ho quá trời, cả đêm đâu có ngủ đâu. Rồi sáng lại giờ cũng không có cái bài để chúc đọc nữa. Cũng may là mấy đứa đi lên á, ngồi ở đây viết được cái bài nó chút cũng chưa biết chuẩn. Rồi tính đem cái ngọc ấn theo, tại thường thường cũng này phải có ngọc ấn, nặng mới bưng không nổi luôn. Tại cái ngọc ấn nó tới yêu ta 20-30 pound rồi, nó nặng lắm. Mấy bữa kia cũng bưng được, bữa nay chỉ lấy cái kim bài.
ai mà lên trên cái nhà điện Phật á, ồ cái này cũng không có, không có đồ để chặt pin cái này, nó có phải có cái dây chụp này nó hết điện pin, mà phải có cái ok rồi. Thù ông Bích mấy đứa muốn hỏi gì hỏi. Mỗi lần mà con đi vô chùa, con cảm thấy người nó khó chịu là con không dám vô nữa. Nhưng mà trong mỗi lần con đi những cái chỗ mà con thấy người ta cứ kiều kiều cái chân con mà là ta bị sức khổ. Đi đâu? Đi đâu? Con đi vô tiệm, con đi vô chợ. À. Dạ. Rồi con đi vô những cái khu bình thường đó, của sức khổ mấy cái tiệm thôi. Tự nhiên con thấy người con mới, họ kiều con hoài là không biết tại sao. Nó đẹp nè. Mà chưa trong linh á, họ kiều mình là họ chỉ muốn tạo cho cái sự biết là họ thích mình. Tại vì con có hào quang á. À, trong linh á, nó là những cái người giống như homeless, đói, lạnh, khổ, cô đơn. Rồi những cái đứa mà có hào quang mà biết tu tập á, cúc tiên xuống là giống như bây giờ homeless nó tìm ai, tìm người giàu, tìm người khác, tìm người ăn mặc sang trọng đúng không, nó đâu tìm mấy thằng bâm bi làm gì. Thì mấy cô tiên, mấy con mà những năm đầu tu tập á, bắt đầu rửa ráy rồi, lên núi rửa ráy rồi là hào quang bắt đầu có, khác hơn người thường. Thì trong linh nhìn thấy được nó chạy theo thôi. Cho nên những năm đầu á, những đứa mà chưa từng có trải nghiệm qua cái này từ từ sẽ có trải nghiệm. Tức là chuyện bình thường, họ không có làm gì con. Còn đơn giản, những cái người dâm linh mà họ muốn hại mình, họ không bao giờ cho con thấy. Họ làm cho con lật xe, tức là lật xe thôi. Cho mình chết, tức là mình chết, tao cao đâu, cần phải quên nên mình làm gì. Kiều kiều, nhộp nhộp, rồi vui thôi thôi, đi chỗ khác. Để thôi chỉ cho dạy, để đuổi dâm linh đi. Khi mình ở một nơi nào quan nhắn, ngồi thiền, hay là ở trong nhà hoàng, đi đám tang hay đi vào nghĩa địa chôn cất ai, thì chôn cất thì thường người ta đảo đây, thì nhiều lúc nó đông người mà nhiều khi ông đứng lên cái mã của họ nữa, mấy còn phải khách cho tôi đứng đỡ nghe, tôi cố ý đạp lên du nghe vô đại khái mà nói chuyện cũng bình thường. Rồi cái con bị nhọc nhọc kiều tay kiều chân búng búng ra búng vậy nè, là đây là cái comment trong linh nó nhìn thấy, nó biết là con biết được cái lăng lực của họ. Trong linh nó cũng giống như người điếc, người câm, người ta có nói được nhưng mà người ta đọc chữ bằng trên tivi á, thì cái đây là cái lăng lực của ma quỷ. Con bấm vậy nè thì con sẽ không có bị nó theo khóa, tức là con đuổi họ đi, tức là họ biết, con biết communication, cái này là một cách liên lạc, hiểu chưa? Đi vô khác chơi, đi vô khác chơi. Không. Còn như ngồi thiền, thiền thì bắt ấn tam mũi. Ấn tam mũi là giống như đây tao có súng lịch đạn rồi đó nghe. Tới đây tao ném liền á, ném cá. Thì cái đó là hơi đậm á, mình đừng có làm vậy. Bắt ấn khi nào mình ngồi thiền mà. Còn khi thiền mình á, mình bửi đi được rồi. Còn nếu mà ấy nữa, bắt ấn tam kè, kim cang gì đó. Rồi nếu mà nó lì á, trưởng, nhiều kiểu lắm. Năm mươi triệu. Mình muốn họ đi, họ đừng có tới, làm sao chịu được? Hả? Cầu nguyện họ cho họ đi, làm sao chịu được? Thì cũng được. Đừng có làm phiền mình. Nhưng mà nếu nó đừng lì, trong lên nó như người thôi. Con lì lắm. Chớ ước bây giờ tự nhiên cũng khô hay á. Mà mấy con thấy chứng kiến ở đây bữa lễ bên đây không biết nhiều đứa. Mà thấy mấy con thấy nhiệm màu á. Đang mưa mà hết mưa á. Cái này không biết thế giới giải thích làm sao ta. Chắc mấy thằng lì lợm, mấy thằng đầu bự bằng cái lưu á. Ô tại nếu Thiên Long Sơn tụi mày hên. Ông nói không có gió, đúng là không có gió.
không mưa đúng là không có mưa, đúng không? Nè, hai ông thằng gió thằng mưa nói cái chuyện mà đâu có không mất uy tín. Đúng thật á, hồi nãy con đi lái xe đó, lên đây thì trời mưa ơi, cắt rồi vô đây xe lên rồi á, trời ơi nó lụt á. Con gọi lên gặp ông Châu, nói tôi đang ngồi trên nước thì nó thôi. Mình, ta để nó hứng đem đi cắt vô khác này, mấy cái chai kìa, trên bàn kìa Minh. Dạ. Đem dẹp đi vô khác. Thì ông Châu gọi trên đây đang là nắng. Tốt, chị xấu thì đem khoét. Thì mấy con hôm nay là chứng minh rõ ràng. Còn cái hồ thấy cha về dạy bảo lòng, cha chỉ nói nhắn lời cha đã blessing hết cho những người có mặt. Thì nói mấy đứa hội thiên phải giữ vững lòng tin, trời Phật nói lúc nào cũng đúng, không có sai. Cha mặc áo lông bào màu xanh hôm nay nhỉ? Không phải màu vàng như mấy lúc. Rồi có những gì bổ Phật xuống đây dự buổi lễ chung với chúng ta. Cổ Phật đồng. Rồi những hồn thiên trong núi anh hùng dân tộc đồ đầy mày đó. Tức là con phải tính vậy. Cao là Phật với cha xuống xuống xuống. Thì giống như ở dưới này thì giống như mấy vị Bồ Tát, mấy vị lập đạo giống như ngài Minh Đăng Quang hay là những vị Bồ Tát về dạy đây, về dạy xuống đây. Mấy Bồ Tát mà đó là mấy ông thần đầy đủ hết. Chỉ có một cái là thua làm sai, bữa nay thua đọc là kỷ niệm 7 năm thì cha chỉnh lại, không phải 8 năm rồi đó Phật. Sai cái đó. Những năm sau là năm thứ 9 thành lập đạo. Để cha là người thành lập. Cha nhớ rõ hữu không phải thua người thực hiện. Ở đời này, thế gian này ngộ. Dương Đức Giáo Hoàng bệnh là ồ có ông thành Việt Nam nói chuyện với thượng đế của dù everyday. Thế ông cười bể bụng. Mày mà gặp tao, tao cho mày cái hẹn 10 năm chưa gặp nữa mà làm gì mà có cơ hội mà gặp thượng đế. Tao là thất mỗi ngày nè, tòa thánh đi căng nè, thiên sang trọng đẹp nè. Thượng đế đâu mà đi kiếm một cái thằng tép riêu như này á. Chúc sanh vậy đúng không? Nghĩ vậy á. Ngộ lắm. Có, bảo đảm có. Còn ngược lại trong mắt trong bụng. À, thì ông chỉ là ông tiên thôi, xuống đây lãnh nhiệm vụ thôi. Hồi xưa đó ông cũng lính lát của tôi, ngày nào cũng lại cái tượng của tôi trong tòa thánh Đức Thiên Căn gặp mặt đó, sĩ giả. Ngày nào tới bây giờ thường nói câu buồn đời, chuyện đời tức cười lắm. Khi ta trở lại, các ngươi không bao giờ nhận ra ta, mà các ngươi còn chỉ giả ra chửi ta nữa, đúng không? Là Chúa nói gặp tượng ta thì các ngươi lãng, còn gặp mặt ta thì xỉa xấu xỉa giả, cho nên nó không mới gọi là sàng lọc chứ. Ta đâu có quỵt lời hứa, ta trở lại thì ta trở lại, còn các ngươi muốn được ta cứu thì các ngươi bớt có lì lợm trước đầu đi thì ta sẽ cứu. Còn cứu những người lì lợm trước đầu như vậy về trên thiên đàng làm gì? Để tụi mày tạo phe tạo phái hả? Thôi ở dưới này tiếp đi, chịu khổ đi. Cái bộ là Chúa xua tay lập. Tuy nhiên thì lễ xuống lại rồi. Ngày xưa chùa không có dám xưng, nhưng mà gần đây mấy vị nói cơ trời đi sát nút rồi. Con không nói, họ bỏ mất cơ hội. À con nói, trong số có những người không có cái nghĩa đó, họ còn có lòng tin bên đạo Công giáo. Đây là đạo Công giáo phải không? Lại thì chức gì cho trong nhà thờ? Bà quản. Bà quản của Công giáo. Và hôm nay là thiên tôi đệ tử của Chúa. Nhưng mà người đời, người ngoại quốc, người có bao nhiêu người biết
Bây giờ Chúa phải trở lại bằng cái gì? Phải ba trên trời à? Chúa phải đầu thai vô một cái xác phàm. Còn cái xác nằm ở bên Jerusalem đã rỉ nát hết rồi. Bây giờ cái miếng giải cũng không phải là hồi xưa của Trung Quốc nữa, mà giờ tạo cái miếng giải giả rồi giờ đem viện bảo tàng tàu lao. Nếu vậy cái áo này còn quý hơn cái miếng giải đó nữa. Mà trong khi miếng giải nó bán mấy tỷ đồ tròn, thấy ghê. Cười. Tiếng đời nhiều lúc tiếu lắm lắm. Chúng sanh dùng nó ngu, cực kỳ dùng chữ ngu chứ không ai dùng mình. Tại vì công giáo dùng chữ ngu. Còn nó vô minh là bên Phật họ cũng chẳng có hiểu cái sự mà vô minh như thế nào. Chủ nhật này lễ sống lại đó. Sống lại hả? Là yeah. Easter phải không? Yeah. Thì hồi xưa sư phụ nói What are you doing? Ta sẽ đi từ